Tiếp theo là tin liên quan tới cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hàng trăm người Việt tị nạn Cộng sản đã tham gia biểu tình phản đối chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Washington vào ngày 31 tháng 5, tức là hôm nay. Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 1 giờ trưa nay tại công viên Lafayette Square trước tòa Bạch Ốc. Trưởng ban tổ chức của biểu tình là ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia, cho biết Mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo chính quyền Việt Nam liên tục chà đạp nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp bắt bỏ tù đầy và giết hại đồng bào vô tội, đồng thời lên án thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Cũng theo ông Đinh Hùng Cường, thì cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ sự quyết tâm của người Việt tại hải ngoại, ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà, Bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch cộng đoàn cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, qua cuộc biểu tình này, cộng đồng muốn gửi đi một thông điệp cho thế giới biết về hiện tình của Việt Nam, đó là tình trạng vi phạm nhân quyền, vấn đề môi sinh bị ô nhiễm mà chính quyền Việt Nam đã làm lơ, rồi vấn đề biển Đông, Việt Nam nhường hải đảo cho Trung Cộng mà Việt Nam không dám lên tiếng ông hữu cũng cho biết thêm các cộng đồng người việt tại hoa kỳ cũng phối hợp với hội đồng liên tôn quốc nội và hải ngoại đã gửi thư ngõ đến tổng thống donald trump và nhắc ông trump rằng khi thương thuyết vấn đề thương mại đối với việt nam phải đặt nhân quyền lên trên hết bởi vì chỉ có một việt nam tự do dân chủ thì mới đem lại sự thành công trong phát triển kinh tế và mậu dịch giữa hai quốc gia đồng thời kêu gọi ông trump hãy gây áp lực buộc nhà cầm quyền việt nam phải thả tất cả các tù nhân lương tâm